tỏa yêu thương đi khắp muôn nơi đó. Bọn mình vừa thấy một hành tinh màu xanh kia thật đẹp. Hãy cùng bọn mình khám phá tinh cầu này nhé. Đi thôi. Cánh để nghỉ ngơi thôi, mà cũng không thấy team em bay đi đâu mất rồi. Vừa đi tìm team em, vừa đi khám phá thôi nào. Hooray! Chơi quên mất giờ về. Mẹ đừng đánh con nữa ạ. Con nói đây là lần cuối ạ. Phải đánh thật đau vào. Đánh đau thì mới nhớ. Mới chưa thói mải chơi được. Sao hai bạn về muộn có một lúc mà lại bị bố mẹ đánh như vậy nhỉ? Không biết còn những bạn nào khác bị như vậy không? Mình nghe có tiếng khóc nên nghĩ có người cần giúp đỡ. Tại sao bạn lại ngồi đây khóc một mình thế này? Chiều nay mình mải ngồi vẽ tranh nên quên không quét nhà. Lúc bố về, mình vội đi lấy cái chổi quét nhà thì lại làm vỡ mất cái phích đựng nước. Mình bị bỏng ở chân nên đau lắm, nhưng bố mình vẫn tức giận mà bạt tay vừa đánh mình. Mình biết lỗi rồi mà sao vẫn bị đánh nhiều như vậy? Sao người lớn ở dưới trái đất này cứ hơi tí là dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ con thế nhỉ? Có lẽ họ cho rằng mình là bố mẹ nên có quyền làm gì con mình cũng được hay sao? Bố mẹ bạn nhỏ thật là quá đáng. Thay vì lắng nghe hai bạn, họ lại đánh đòn. Hay là tại vì bố mẹ cho rằng đánh con là cách tốt nhất để nghe lời ư? Cả bạn nhỏ này, nghe bạn ấy kể, mình cũng thấy sợ theo. Bạn ấy còn bé, còn vụng về, sao bố lại không vỗ về và chỉ dạy, lại mạnh tay đến vậy? Chính việc này ảnh hưởng đến tâm lý bạn nhỏ rất nhiều. Nhìn bạn ấy buồn, mình cũng buồn lắm. Mình phải làm gì bây giờ đây? Ôi ôi, thật là đau hết cả đầu. Không biết tìm biến hình em thì thế nào nhỉ?